Năm nay là năm con mèo và cái nhiệm vụ mà tôi chuẩn bị làm đây cũng liên quan đến nó. Spider-Man mày đâu rồi? Chào ông chú, tôi đây. Ông chú này đang tìm mà Spider-Man nhưng mà tôi đang có đường ở trước mặt đây cơ mà. Không phải có đâu, ý tôi là con mèo tôi thì cũng tên là Spider-Man mà. Cái câu chuyện nó là như thế này, ông chú này thì có một con mèo và đặt tên là Spider-Man nhưng mà bây giờ thì lại không thể nào mà tìm thấy được nó, có vẻ như nó đã đi kiểu mà đi chơi đi la cả đâu và vẫn không chịu về. Nên cái nhiệm vụ bây giờ thì tôi đã lỡ hứa với ông chú đấy rồi là tôi sẽ cần phải tìm lại con mèo có tên là Spider-Man. Cũng hiểu đặt tên là Spider-Man chắc có khi đi chơi tội phạm rồi. Đấy thì cái nhiệm vụ của tôi hôm nay thì sẽ cần phải đi tìm lại con mèo và cũng khá là trùng hợp. Và cái năm 2023 này thì năm con mèo, thực ra thì ở Trung Quốc thì là con thỏ, còn Việt Nam mình chơi mèo luôn cho nó chất. Đấy, nói chung là năm nay là năm của nó mà, nó thích làm gì ở việc của nó khổ vậy đấy. Ok, thì nói túm lại thì đây tôi sẽ cần phải xuống đây và tìm lại con mèo Spider-Man. Mấy cái thằng này nó đang làm gì nhỉ? Hình như là đang phá hủy cái hệ thống điện ấy, đang ngắt mấy cái hệ thống điện để có thể thực hiện mấy cái phim vụ của chúng nó, và tôi sẽ không thể nào để cái chuyện này nó xảy ra. Ủa đông thế mà quên, tôi còn quên chưa hỏi cái ông chủ xem con mèo này màu lông nó là gì ấy. Đấy, không biết để mà tìm. Tôi chỉ biết là nó đi xuống đây và nó có tên là Spider-Man. Dưới này thì có tội phạm đấy, chắc là tên là siêu ngủng nên bây giờ chỉ thích chơi tội phạm thôi, còn quên không về nhà luôn. Bây giờ thì sẽ phải sửa xăm cái lũ này rồi sau đó thì sẽ đi tìm lại cái anh Spider-Man nhiều lông. Thực ra thì tôi cũng là Spider-Man và tôi cũng có lông nhưng mà không nhiều bằng nó. Ok, đây, giống như kiểu một cái phong cách gọi là nhện bắt mồi đây, nhưng mà không ăn thịt được đâu nhá. Đấy, lên đây. Nói cho cái bọn này thì nó chỉ kiểu đang như cố gắng ngắt cái hệ thống điện này để gọi là đi cướp hay là đi làm gì. Đây, có một vài cái trò vui. Đây, hiện tại tôi đang sử dụng cái khả năng tăng hình của tôi. Nhưng mà cứ thế này mà đánh bại nó thì cũng hơi chán nhỉ, có nên dọa nó một tí không nhỉ? Mấy cái bọn làm chuyện xấu này thường nó khá là giật mình. Thôi được rồi, ok, ở đây xong rồi. Nhưng mà cái hệ thống điện đấy thì chúng nó vừa mới gọi là phá xong ấy, nên tôi cũng sẽ phải sửa lại. Đấy, nhiệm vụ tới đây thì cũng không phải là chỉ đơn giản là tìm mèo đâu, xử lý cái lũ này, rồi sửa răng, rồi cố gắng sửa lại cái điện này. Đấy, sửa cái hệ thống điện như này. Ok, mọi thứ chỗ này thì đã ok rồi, thực ra là còn nhiều chỗ lắm. Đây thì nó mới chỉ là cái phần đầu thôi. Ok, tiếp tục đi và tìm nó nè. Ồ, ở đây này, Spider-Man, đi đâu đấy? Sao? Đấy, các bạn xem đấy. Không biết là báo hay là mèo nữa. Không thèm về luôn. Giờ thì chắc lại xuống đấy để chơi với cái lũ tội phạm rồi. À mà, chứng tỏ thì ở dưới đó thì vẫn còn mấy cái lũ tội phạm đó. Đây, nói chung là nó cũng sẽ là một cái thông tin rất là hay. Nhưng mà đặt tên như thế này xong, cứ lần nào có tội phạm là tôi lại phải đi tìm mà. Sau cái vụ này thì... Đây. Sau cái vụ này thì chắc tôi phải bảo cái ông chú kia gọi là cho nó tham gia cùng cái đội của tôi. Đấy, gọi là hai Spider-Man đi gọi là làm nhiệm vụ cùng với nhau để trông sẽ như thế nào nhỉ. Vào đây. Đây, biết ngay mà. Thực ra cái chỗ này còn nhiều lắm. Bọn này nó nhiều một cái băng đạn ấy. À, từ nha. Những cái thằng ấy, nó... Đây, nó hiện cái chữ đỏ như này. Tức là không được này. Danger này. Thế này là không được này. Nhưng mà không sao. Đấy. Vào đây. Khi mà nó tới gần ấy, thì tôi sẽ kích nổ. Tôi xong rồi. Ok, sao nó không đủ đam nhỉ? Ui, tí bị phát hiện này. Như cái pha đó thì nó kiểu nó đi ra khỏi cái vòng của tôi hay sao ấy. Tức là mình sẽ bắn vào một cái đấy, nó sẽ hiện ra một cái vòng. Và khi mà địch sẽ đi vào cái vòng đó thì mình khi mà mình kích nổ thì địch nó sẽ bị tê liệt rồi sẽ ngất đi. Nhưng mà cái pha đó thì kiểu nó không đủ sát thương hay sao, nên nó bị phát hiện luôn. Cũng may là dùng cái khả năng tàng hình nhưng bây giờ cũng vẫn bị phát hiện rồi. Hay thế nhở. À mà như kiểu con Spider-Man nhiều lông kia thì nó đang cố gắng dẫn tôi đến những cái chỗ con tội phạm này. Và chắc là đang muốn nói với tôi rằng là phải sửa lũ này đi, rồi cố gắng mà sửa lại cái hệ thống điện đi. Đấy, chứ không phải nó chỉ muốn xuống đây chơi không đâu. Đấy, tên là Spider-Man mà, cái tên này trọng trách nó cao lắm. Mà nói mới nhớ thì trong cái con game này nó cũng có một cái bộ đồ mà sẽ có đem một cái ba lô đằng sau và sẽ có con mèo, tức là con Spider-Man đấy. Đấy, cả hai sẽ cùng đồng hành cùng với nhau, Spider-Man nhiều lông và Spider-Man ít lông. Ở đây thì cũng đã sửa xong rồi này. Nào, thế thì chỗ này có cần phải sửa điện không nhỉ? Đấy. Vào đấy, nó lại trốn rồi. Đấy, không biết nó đang dẫn tôi đi đâu như thế này. Đấy, hiện giờ thì cứ thấy nó đâu thì được một tí thôi, nó lại chạy theo. Đấy. Và có vẻ như nó lại dẫn tôi đến chỗ những cái tội phạm như thế này rồi. Tưởng thì nó sẽ xuống đồng hành cùng với tôi nhưng mà không, chỉ được dẫn tôi đi thôi. Đấy, bọn mấy thằng này đang miệt mài sửa điện đây. Lên đây. Đang loay hoay sửa điện, biết vì sao mình lại bị lâu lên như thế này. Rồi nhá, đây, cái thằng chữ đỏ như này thì mình sẽ không thể bắt được. Thực ra thì vẫn có thể bắt được, mà khi mình kéo những thằng đó lên ấy, thì thằng khác nó sẽ phát hiện ra. Thì sẽ lại phải xuống và solo với cái lũ này. Thực ra là xuống đánh nhau thì cũng không phải là khó lắm đâu. Là Spider-Man mà, những cái khả năng, những cái siêu năng lực gọi là trang bị ở tận răng như thế này đánh bại bọn này cũng không phải ngại lắm đâu. Nhưng mà tôi rất thích chơi cái phong cách như thế này. Bắn vào đây,
những cái đồ vật ấy mà khi mà mình quét nó có hình màu xanh nhạt ấy thì mình bắn vào đó thì sẽ gây ra tiếng động, và kiểu mà bọn này thì nó sẽ đến cái chỗ đó sẽ dễ dàng cho việc bắt lẻ hơn. Ok, chứ không phải là nó chỉ hiện ra để mà cho vui đâu. Ở đây. Đây. Đấy. Bắn vào đây này. Thêm đây nữa. Và cả đây nữa. Lỡ bắn nhiều thằng kia không biết nó phải đi đường nào luôn ý. Đâu đâu. Đấy thằng này được này, sếp này. Lên đây với anh. Lên đây. Đấy. Ơ kìa. Mà cái bộ đồ của tôi thì trông nó cũng hơi kiểu mà hơi bị nổi bật quá nhỉ, kiểu có hơi bị khó kiểu mà ẩn thân như này không. Đây thì là một cái bộ đồ mà sau khi mà tôi hoàn thành cái khóa huấn luyện của anh Peter. Anh Peter là ai? Peter thì là Spider-Man đầu tiên và tôi là Spider-Man thứ 2. Sau khi hoàn thành xong những cái bài huấn luyện thì được anh Peter tặng cho cái bộ đồ này. Nói chung là cái bộ đồ mà nó khá là đẹp và nó sẽ phát sáng khi mà về đêm. Nhưng mà ban ngày tôi vẫn cứ dùng luôn. Rồi xong. Sau đó sẽ xong cái lũ này thì lại phải gọi là khắc phục lại cái hệ thống điện như này thôi. Nào được chưa? Ok. Đi nào. Đấy. Có vẻ đây, có vẻ đây là cái lối mà con đang Spider-Man kia nó đi này. Ui. Đây có nhiều tơ nhện nhỉ? Hay là con mèo nó biết bắn tơ nhỉ? Đấy tên là Spider-Man mà, hay là nó cũng có khả năng là bắn tơ như tôi nhỉ? Ra thì tôi dùng máy bắn tơ chứ không phải bắn từ tay ra đâu. Bắn từ tay ra thì chắc có Spider-Man đệ nhất. Mà tôi có linh cảm thì sau khi mà xử xong cái lũ này tôi có thể tìm được lại con ôi xong bị phát hiện rồi. Trời ơi, đang tính bắn vào cái phần điểm màu xanh kia lại mẹ bắn nhầm vào cái thằng người kia. Bảo sao bị phát hiện, lạ thật. Thôi rồi, lỡ rồi thì xuống màn chơi thôi. Đấy, cứ trốn mãi trên đấy thì cũng không được nè. Không được mà. Đây thì tôi cũng có một cái khả năng, đó là nó sẽ có thể đấm ra điện và cái đấy nó sẽ bị tê liệt trong một khoảng thời gian dài như thế này. Đấy. Các bạn để ý cái thằng bên cạnh không? Đấy. Sau khi đánh xong cái bọn này chắc nó mới hết tê liệt mất. Xong này chắc nó cũng xong luôn đấy. Nó cũng xong luôn. Đấy, bây giờ mới tỉnh lại luôn. Căn chuẩn thấy không? Căn chuẩn không? Rồi xong. Đây rồi. Có vẻ như cái chỗ này thì nó cũng bị hỏng khá khá đấy. Như đây cũng là cái chỗ cuối hay sao ấy, nên là khả năng là tôi sẽ chuẩn bị tốn khá khá thời gian để có thể sửa lại cái chỗ như này. Đây rồi. Đây có một cái cần gạt này. Nào. Ok, không được đấy. Rồi xong, phải sửa lại rồi. Ờ thì đây, sau khi mà quét qua cái những cái chỗ như này thì đây, những cái phần màu vàng là cái phần mà sẽ cần phải chú ý này. Nhưng mà cái chỗ này thì sẽ cần phải từ phải kéo cái dây điện vào đây ý. Đấy. Nó không có điện mà. Vào đây. Không có chỗ nào để mà nối vào ý. Đâu ta. Nó chắc chắn nó sẽ có một cái chỗ để mình có thể nối những cái điểm nó với nhau này. Đây, cái tơ tôi thì nó có thể dẫn điện được mà. Nói chung là tơ rất nhiều chức năng. Rồi xong, giờ này chuẩn bị này. Đấy. Nào. Được. Ê. Có người đấy. Ủa. Đây, Spider-Man đây này. Rồi, đấy các bạn xem đấy. Ấy, nó không đi đánh tội phạm đâu mà đi chơi tội phạm đấy. Nào nào, trả Spider-Man lại cho tao nhanh. À, xem ra thì phải đánh bọn này rồi. Đấy, tội phạm thích mèo cơ. Tưởng thế nào, xuống đây đi gọi là bắt tội phạm thế nào. Xuống đây đi chơi với bọn này, chắc ở nhà chán quá. Xuống đây chơi với cái lũ này. Được đấy, đấy các bạn có mèo được đặt tên đây này nhá. Không có toàn đi chơi tội phạm đấy. Đây thì là một cái khả năng mà chung là một cái skill mạnh nhất về cái khả năng điện của tôi. Và sau khi mà giải phóng ra thì cũng gọi là quét được khá những thằng như này. Cái mà nhỡ phóng quá thì nó lại bị hỏng luôn cái chỗ này, lại phải sửa à. Đấy. Đây thì có hai cái thằng mà trông khá là to lớn này. Hai thằng này thì cái khả năng của bọn này thì cũng giống như mấy thằng kia thôi, nhưng mà nó sẽ trâu hơn ý. Thì cũng chắc sẽ chỉ có cái dùng cái cú đấm điện thì nó mới có tác dụng với bọn này. Từ nhá. Từ nhá, khỏe lắm. Đây, xử mấy thằng cầm súng trước đi. Né luôn, né luôn. Một tấm. Còn thằng này nữa đây. Lên đây. Rồi, giờ thì chỉ còn chỉ còn hai thằng này thôi, hai thằng này khó nhanh nhất thì đây, giờ chúng nó liên thủ với nhau thì ơi khó đấy. Đấy, chỉ có cú đấm điện này thì mới có thể khắc chế được cái lũ này thôi. Chói vào luôn, ê, nó xé này. Mày, cho phát nữa, xong chưa? Đấy, xong luôn. Nào, Spider-Man, giờ thì mày về thôi, lần sau đừng có đi chơi như này nhá. Đấy, trông dễ thương phết. Nào, về thôi. Gạt thằng này xuống đã, tí quên. Xong, về thôi. Đấy,
Bây giờ thì sẽ mang nó về trả lại cho ông chú. Nhưng mà tôi đu lượn như này không biết nó có chóng mặt không nhỉ, kiểu nó bị rơi ra ấy. Mà thấy con mèo thì nó cũng kiểu nó khá thích kiểu mà những cái kiểu mà leo trèo ấy, thế nó chắc nó không kiểu mà chóng mặt đến mức mà ói ra đâu, thì cứ yên tâm, sợ nó rơi ra thôi. Nào đây, cửa hàng thì cũng khá là gần thôi. Đây thì cũng là một cái cửa hàng mà tôi khá là hay đến ấy, cũng gọi là khách quen mà, nên cũng tiện thể đi giúp luôn mà. Nào đây, Spiderman của ông chủ đây, khổ lắm cơ. Đây thì cũng là một người quen của tôi. Đây, Spiderman về đây, thực ra thì có tận 2 Spiderman cơ. Bất ngờ chưa? Đấy. Báo thế hả trời? Xong, nhiệm vụ đã xong. Đấy, tên là Spiderman này, các bạn để ý cái phần chỗ mà nó nằm đi. Xong xong, và chắc lẽ thì nhiệm vụ đã xong rồi. Ok, có gì đâu ông chú. Ok, thỉnh thoảng thì tôi sẽ đến đây và rủ đi giải cứu thành phố. Ngoài trời thì đây các bạn thấy đây, tuyết rơi khá là lạnh, sau này chắc là về ngủ đi thôi. Cái nực này. Sao? Đừng để bọn trẻ con nó nghịch nhá.